Kinh doanh đa cấp ngày nay tượng trưng cho mô hình kinh doanh mà doanh số có thể là hàng tỷ đô la. Chính vì vậy mà ngày càng có nhiều công ty áp dụng mô hình kinh doanh này cho phương thức kinh doanh của họ. Ngày nay, kinh doanh đa cấp đã trở thành một trong những mô hình kinh doanh phát triển nhất của nền kinh tế thế giới ở thế kỷ 21. Ngày càng có nhiều hình thức khác của kinh doanh theo đa cấp ra đời. Chính điều này đã khiến cho kinh doanh đa cấp hứa hẹn sẽ trở thành mô hình kinh doanh của tương lai. Tuy nhiên thì cách đây không lâu, mô hình kinh doanh tuyệt vời này đã bị nhiều người nhầm lẫn rằng đây chính là mô hình kinh doanh làm giàu nhanh chóng. Vì vậy mà trên thế giới đã xuất hiện hai ý kiến bình luận về mô hình kinh doanh đa cấp, đó chính là: điều gì đảm bảo cho tính vững chắc và tính đúng đắn của mô hình kinh doanh này? Ai là người thực sự đã tìm ra được mô hình kinh doanh tuyệt vời này? Mô hình kinh doanh đa cấp được chúng ta biết đến khi nào? Sau khi đã tham khảo một số sách và thông tin trên Internet, chúng tôi đã tìm ra được nguồn gốc của vấn đề. Chúng tôi hân hạnh được trình bày với các bạn về lịch sử của một mô hình kinh doanh, một mô hình mà không đòi hỏi phải đầu tư quá nhiều vốn như ở mô hình kinh doanh truyền thống, nhưng có thể đảm bảo cho một nguồn thu nhập dài hạn và vững chắc. Những sản phẩm dinh dưỡng của tập đoàn Nutrilite năm 1945, ngài Karl Renbaugh là người đầu tiên đưa tư tưởng kinh doanh đa cấp vào việc quảng bá cho những mặt hàng của công ty ông. Năm 1934, công ty có tên là California Vitamin Company, sau đổi tên thành Tập đoàn Sản phẩm Dinh dưỡng Nutrilite, áp dụng hình thức trả thưởng kinh doanh đa cấp. Công ty Nutrilite cho phép mỗi nhà phân phối có quyền được hưởng 3% tiền hoa hồng từ tuyến dưới hoặc mức hoa hồng cao nhất từ kết quả bán hàng. Với hệ thống kinh doanh này, tập đoàn Nutrilite đã đạt được những hiệu quả nhất định trong phương thức bán hàng trực tiếp so với những phương thức bán hàng truyền thống. Tập đoàn Amway, năm 1959, hai người bạn thân là Rich DeVoe và John Von Andel đã bắt đầu khởi nghiệp với một tập đoàn mới có tên là Tập đoàn Amway, kinh doanh về những mặt hàng gia dụng, áp dụng và cải tiến hình thức trả thưởng của kinh doanh đa cấp, đã giúp cho tập đoàn này đạt được những thành công nhất định và một đội ngũ các nhà phân phối trên toàn nước Mỹ. Từ những năm đầu tiên, DeVoe và Van Andel đã là những nhà phân phối cho Nutrilite. Và sau những gì mà Nutrilite đã làm được, DeVoe và người bạn Van Andel của mình đã nhận thấy rằng họ có thể làm tốt hơn Nutrilite trong việc quảng bá tất cả các sản phẩm nói trên. Đó là lý do ra đời của tập đoàn Amway, một trong những công ty kinh doanh đa cấp hàng đầu trong thời đại ngày nay. Những thời kỳ của kinh doanh đa cấp. Trong những năm tới, kinh doanh đa cấp sẽ bao gồm việc đa dạng hóa các mặt hàng sản phẩm và dịch vụ, và ngày càng có nhiều công ty tiếp nhận mô hình kinh doanh này. Richard Poe và quyển sách của mình Làn sóng thứ tư đã tóm lược về mô hình kinh doanh đa cấp ở thế kỷ 21 theo những giai đoạn sau. Từ năm 1945 đến năm 1979, thời kỳ tiềm ẩn. Từ năm 1979 đến năm 1989, thời kỳ bắt đầu. Từ năm 1990 đến năm 1999, thời kỳ đa thị trường. Từ năm 2000 trở về sau, thời kỳ phát triển toàn cầu. Thật thú vị khi biết rằng rất nhiều các công ty tiên phong trong mô hình kinh doanh đa cấp đều xuất phát từ những công ty bán hàng trực tiếp. Sau khi khám phá được sức mạnh của mô hình kinh doanh đa cấp qua những thành công đáng kể của tập đoàn Amway và những công ty khác, những công ty bán hàng trực tiếp này có xu hướng áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp ngày càng nhiều. Richard Poe đã viết: vào năm 1990, 75% các công ty thành viên của Hiệp hội các công ty bán hàng trực tiếp hoạt động theo hình thức hưởng hoa hồng trực tiếp. Nhưng đến những năm cuối thập niên này, số lượng các công ty thành viên này đã giảm xuống còn 23%. Hiện nay, mô hình kinh doanh đa cấp được khoảng hơn 77% các công ty ở Mỹ áp dụng.